Hello các bạn, tới bữa cơm chiều của mình đây. Mời các bạn đồng hành với bữa cơm của mình nha. Hôm nay mình ăn gì đây ta? Cùng với mình khám phá coi bữa cơm chiều hôm nay mình ăn cái gì nè. Đây các bạn ơi, hôm nay mình sẽ ăn đậu bắp, bắp cải xanh, cá phít giống cá ba sa chiên giòn. Các bạn, cái này là da cá hồi các bạn, chiên giòn lên, chiên cũng không có giòn nha các bạn. Cái món này là cái món nấm xào với giá, cùng với hành hành lá. Thì mình bọc ra vị để mình bỏ vô lò vi ba mình hâm, cho nên khi mình chuẩn bị đó các bạn. Hồi nãy mình trước khi mình quay thì mình cũng đã chuẩn bị cho nó đâu vào đó rồi mình mới quay. Mình bỏ vô lò vi ba mình hâm. Thì cái bữa cơm chiều của mình ngày hôm nay là món luộc, rau luộc, giá xào, da cá chiên và cá chiên. Giờ thì mình bỏ vô lò vi ba mình hâm. Rồi mình bỏ thêm cái dĩa lên trên. Đó. Bấm nút đây. Đây là xì dầu các bạn, xì dầu, tỏi, đó, xì dầu tỏi đó. Rồi bây giờ mình cây mình ăn cái hũ kim chi, kim chi này mình mua ở siêu thị của người Mỹ, bán sản phẩm của người Hàn Quốc. Đây là sản phẩm làm tại Hàn Quốc rồi có nhà phân phối của người Hàn Quốc ở bên đây, họ đem về họ qua bên Hàn các bạn. Họ nhờ cái cơ sở đó làm rồi họ phải phân phối cái sản phẩm đó qua tới Mỹ và bán ở siêu thị Costco. Là mình nghĩ là cái sản phẩm này rất là ngon. Mình ăn cái hương vị mà làm tại quê nhà của Hàn Quốc á, Nam Hàn á, thì nó ngon hơn là cái hương vị mà người Hàn Quốc sống tại Mỹ rồi làm. Cái cọng cải bắp này nó rất là nhuyễn và rất là nhỏ, hình như là họ làm cái búp đó các bạn, mình rất thích. Còn ở cái người Hàn á, người ta ở Mỹ á các bạn, họ làm cái kim chi á, họ làm cái cọng nó to quá, mình lại không thích ăn cái cọng nó to, mình thấy nó ngán ngán. Mà cái bản tính của mình mà cái gì nó nhỏ nhỏ là mình thích hơn là to các bạn ơi. Đó. Bây giờ mình lấy chút xíu kim chi ra, mình thường thường bữa cơm á là mình đã ăn kim chi mình ghiền rồi các bạn, tại mình ăn một chút xíu á, tại trong cái kim chi nó có cái chất cái ớt các bạn, mình ăn nó rất là hấp thụ cái hương cái khẩu vị của mình. Nó làm cho mình ăn cơm không ngán. Cho nên bữa cơm thì mình cũng làm một chút xíu kim chi cộng với tỏi. Như vậy thôi. Rồi tại vì nãy mình có cá có rau rồi cho nên mình chỉ chấm vào đây, chấm cá vô đây rồi mình ăn tỏi. Như vậy thì mình không có bị ngán. Thì mình lấy chén. Đây, chén ha. Rồi mình để đây. Cũng giống như bao sinh hoạt như mọi ngày thôi các bạn ơi. Đây nồi cơm. Bây giờ mình bới cơm. Đúng chén cơm các bạn, chén thôi, nhớ gì chén này nhờ dơ dơi đó. Rồi một chén cơm của mình là bữa tối hôm nay xong. Đây, bây giờ là đồ ăn lấy ra nè các bạn. Đó. Đây là nấm nè các bạn. Đó, nấm nè, đây là nấm mèo. Đây là nấm mèo, nấm mối. Còn này nấm rơm. Rồi giá. Giá. Ăn rất là ngọt các bạn ơi. Cái này mà ăn là mình húp nước luôn, tại vì cái nước ở đây nè các bạn. Cái nước đây nè. Cái nước mà giá với nấm nó ra đó. Đó các bạn. Đó. Nó rất là ngọt các bạn. Đó, rau thì rất là tươi, tại nhà chỉ đợi nước nước sôi bỏ vô trụng chút xíu lấy ra thôi các bạn. Đậu bắp thì mình cắt ra hai cái đầu cái cùi mình bỏ rồi,
đó, mình cắt ra bỏ rồi. Ăn đậu bắp rất tốt, nó làm cho cơ thể mình hạ đi cái mỡ ở trong máu, tiểu đường nó cũng làm cho cái lượng đường mình nó giảm xuống, nó cân bằng, nó là điều hòa lại cái đường, cái lượng đường trong cơ thể mình. Ăn cái này thì nó rất là ngăn ngừa ung thư, đẩy lùi những cái virus gây ung thư trong cơ thể của mình. Cái này rất là tốt nha chị em phụ nữ, các bạn nữ nhớ ăn này nhiều vào nha. À, hồi nãy bây giờ là cái khứa cá đây, nguyên một con cá thì mình chỉ vẽ là mình lấy thịt, các bạn thấy cái thịt tươi chưa, cái thịt tươi trắng ha, mềm ha, đó đó là mình vẽ là mình ăn vô đây thôi, tại mình đã có da cá rồi cho nên mình cũng không ăn nhiều. Đây là cái đuôi cá đây, đây là tất cả cái da cá hồi. Nên là da cá hồi các bạn nó không có thịt nhiều nhưng mà nó cũng có chút xíu thịt nó bám vào cái da đó. Mình chiên lên thì mình có lấy cái kéo mình cắt nhỏ nhỏ lại cho nó nguyên một miếng dài luôn đó, nó cắn ăn rất là ngon. Có ướp sẵn chút xíu nước mắm, chút xíu nước mắm với đường với chút xíu bột gì đó các bạn, làm chút xíu thôi là ướp lên là chiên là ăn là rất là ngon. Rồi bây giờ một chén cơm đó, phần ăn của mình là hôm nay thôi các bạn. Bên cái đó thì mình cũng làm một miếng chút xíu rượu, bữa cơm nào mình cũng làm một ly rượu. Thì cái rượu này là của từ Úc các bạn ha, Cabernet Sauvignon, là cái hương vị này mình chỉ thích nhất thôi, đó là Cabernet Sauvignon. Này của Úc. Cái ly này là uống rượu rượu Tây, mấy cái white. Mình thì uống rượu van thì mình vẫn lấy uống thùng, mình không có làm bài bản gì hết, tại vì cái ly uống rượu van thì là phải nó có dưới nó nhỏ lại, mình cầm mình để nó đổ mình bực mình lắm, trừ khi nhà có khách đó các bạn mình mới sử dụng thôi, còn ở nhà mà trời ơi không sao hết, làm đại luôn, ly nào uống cũng được miễn sao là nó cũng vô vô bụng mình đó các bạn ha. Mình rất là thoải mái, mình không có sống cái kiểu mà cái cầu kỳ gì đâu các bạn ơi. Các bạn ơi bây giờ mình ăn cơm đây, mình mời các bạn cùng ăn với mình nha. Một người đàn ông đã có gia đình, một đứa con trai, đứa con gái, vợ thì bây giờ đang còn bôn ba bên ngoài, mình thì đang ngồi ăn cơm tối nó như mọi ngày ha các bạn. Nó trái ngược cái cuộc sống ở Việt Nam. Vợ thì cơm nước, giặt giũ, rồi chuẩn bị cơm để trên bàn, bày sẵn, đợi ông xã về rồi ăn. Không biết là bây giờ cuộc sống ở Việt Nam, vợ chồng, chồng ăn trước, vợ ăn sau, hay là vợ ăn trước, chồng ăn sau hay không, hay là chỉ có được cuối tuần rồi mới rảnh rỗi rồi kéo ra nhà hàng ăn hay là nấu ăn ở nhà. Nó có giống ở bên Mỹ không các bạn? Thì mình cũng muốn chia sẻ các bạn. Cái cuộc sống ở bên Mỹ này thì vợ chồng nó là như vậy đó các bạn. Mình cũng không biết là có cũng không mình không phải nói là 100% những gia đình người Việt vợ chồng là phải ăn uống thời gian khác nhau như vậy, hay là không được ngồi chung với nhau ăn như vậy, mà mình nghĩ là cũng có những người ta làm chung một công ty, cái giờ đó người ta về thì nó ăn chung, nhưng cái hoàn cảnh gia đình vợ chồng mình lại khác. Mình thì mình làm ở công ty, còn vợ mình thì làm ở nơi một cái nơi làm việc khác của dành cho phái nữ, làm đẹp cho phái nữ. Thì cái làm đẹp cho phái nữ thì cái giờ nó là từ 9 giờ sáng cho tới 8 giờ tối là các bạn, mà thường thường buổi chiều là những người phụ nữ người ta đi làm về cơm nước vợ chồng con xong xuôi người ta mới đi làm đẹp, thường thường buổi chiều rất là đông khách cho nên vợ mình rất là bận rộn. Giờ thì mình ăn cơm đây các bạn, nhìn khứa cá này các bạn, nó rất là trắng, rất to và rất là ngon. Thường thường thì cá này thì ở nhà thì mẹ mình làm những nước mắm, nhưng mà mình hầu hết là mình ăn ăn nước tương nhiều hơn nước mắm, có lúc mình cũng ăn nước mắm nữa nhưng mà hôm nay mình ăn nước tương các bạn. Mình sống không có bài bản mà cũng không có khuôn khổ, mẹ nói là phải ăn cái này là phải chấm nước mắm nó mới ngon. Nhưng mà thật sự mà đúng chứ các bạn, ăn cá mà cuốn với bún á, rau sống á, thì mình chấm nước mắm chứ không ai chấm xì dầu.
Nhưng mà khi mình ăn cơm thì mình không có màu mè, chấm xì dầu cũng vô bụng mình thôi, chấm nước mắm luôn. Đó các bạn, tỏi nè các bạn, kim chi nè các bạn. À, da cá nè các bạn. Da cá mà chấm xì dầu thêm miếng tỏi vô nữa là hết sảy. Mà ăn thêm miếng đậu bắp vô nữa. Đỡ ngán. Cơm. Cái nước này các bạn, gan. Nước ngọt quá các bạn ơi, nước nó ngọt quá. Nước giá rất là ngọt. Cho nên mình nói tại sao mà mấy ca sĩ á, mà người ta giọng khàn mà giọng nó khỏe, người ta hát lớn lên á. Nước giá này nè, ta nấu, ta lấy nước ta uống. Các bạn thấy cua cá không? Săn chắc. Cá này cá chơi bơi trong hồ các bạn, cá sống á. Cá sống á các bạn. Rồi ta đập chết tại chỗ cho trước cho mình coi luôn, rồi người ta bỏ vô cái chảo ta chiên cho mình. Mình chỉ mua về ăn thôi, cá nào không có chiên, cá nào không chiên nhà nghe các bạn. Đó, chấm tỏi nè, xì dầu nè. Ngon. Coi có đòi lên nè. Các bạn thấy không? Quậy kinh khủng luôn á. Mỗi lần cái mình ăn cơm á, mỗi lần ăn cơm cái đòi lên ngồi kế bên mình. Có lên bàn này cũng phải cú quậy. Mà cú quậy mình ăn không được. Cú quậy lắm các bạn ơi. Con trâu nước này quậy lắm. 22 tháng tuổi rồi mà cú không dám bò lên, trèo lên bàn. Khi mình ăn cơm á là mình đã có cái thế giới cho cổ rồi đó, đó trò chơi nè, thấy không? Trò chơi tuột nè, rồi có truyền hình coi hoạt hình nè, bé Xuân Mai nè các bạn. Cái chương trình mà ca nhạc bé Xuân Mai đó, mình muốn giúp cho bé Anh Thư á nói tiếng Việt, nghe tiếng Việt á, cho nên thỉnh thoảng mình vẫn cho Thư nghe cái nhạc của bé Xuân Mai các bạn. À, thỉnh thoảng mình ngồi mình ăn á, là cô biết mình thương cổ cưng cổ lắm. Công chúa mà, công chúa độc độc nhất của mình á, là mỗi lần mình ăn là cổ đứng ở chỗ này. Mà cổ pick-a-boo, bởi che mắt lại, cổ làm cho mình vui lên. Mà khi mình vui, cổ dòm của mình, có mặt của mình có vui hay không, cổ mới trèo lên, bắt lên ghế này nè. Cổ bò lên đây, bước qua đây, mới ngồi trên bụng mình, trên lòng mình. Hay là cổ trèo lên cái bàn này, cổ ngồi luôn. Đó, cổ ngồi đây nè. Đó. Nhưng mà, cổ nhìn cái mặt mình mà, là cổ đi chỗ khác, cổ lấy đồ cổ ném. Cổ ném, cổ giận tức, giận cá chém thớt, cổ ra, cổ gặp bà ngoại, cổ nhéo bà ngoại, gặp anh trai, nhéo anh trai, coi như giận cá chém thớt gì các bạn. À, cô rất là dữ, mới 22 tháng tuổi mà kinh khủng vậy đó, không biết sao. À, nhưng mà mình cười, cô biết cái mặt mình là vui cười, cái đầu cô bò lên, cô bò lên, giống như con sóc vậy, cô bò cái rụng cái đầu bay vô người mình, cái đầu cô chèo đây, cô chèo đây. Đó, gái nó gì đó, mình cứ tưởng là con gái hiền lắm mà kinh khủng thiệt. Thường người Mỹ đó các bạn, người ta cái này nè, người ta không ăn ăn luộc cho mình, cái này là nó gọi là broccoli, cái này người Việt Nam mình gọi là bông cải xanh đó các bạn. Người ta người Mỹ người ta ăn tăng sống, người ta bỏ cái dressing, cái chi rồi cái nước sốt người ta rải lên, người ta ăn sống. Rồi có cũng có trường hợp có nhiều người ta lấy cái này, người ta bỏ vô, ta hầm với sữa, phô mai, clam, cái con nghêu nữa, người Mỹ người ta ăn gì đó các bạn. Mình thì ăn luộc, nhưng mà mình cũng thích ăn sống, nhưng mà đa số thì mình ăn luộc nhiều hơn. Mà mình không thích ăn cái này xào, có nhiều người ta xào, mình thích luộc ăn rất là nguyên chất. Mà mình hầm thì nó nhừ hết rồi. Đậu bắp rồi các bạn. Nên ăn đậu bắp nha các bạn, ăn rất là nhiều, rất tốt, đậu bắp ăn rất tốt.
những người mà đau xương, nhức xương ăn cũng có chất calcium, nó làm cho xương mình nó đỡ đau nữa. Các bạn thấy da cá không? Da không à? Da cá hồi à các bạn? Nếu các bạn nhậu á, cái da cá hồi này các bạn, cái này là mình ăn cơm, mình chiên vừa đủ tới thôi, nên cái da cá không giòn. Nhưng mà khi các bạn nhậu vào bừng tiệc á, các bạn nên chiên giòn đi. Khi các bạn cắn vào á, nó rộp 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 rộp, nhậu mới sướng. Nhậu mà chiên mềm như mình ăn gì nó ngán lắm, phải chiên giòn mới đã. Các bạn nghỉ thời gian 10 ngày ăn Tết, giờ quay lại làm chắc cũng còn lưu luyến một chút xíu Tết. Ở nhà các bạn chắc cũng còn chút xíu bánh mứt còn động lại ở nhà các bạn ha. Mấy cái bánh mứt mà ăn không hết mở ra rồi các bạn phải xử lý hết nha. Tại vì mấy cái mứt sen rồi mứt bí rồi mứt gừng nè, mứt dừa nè, hạt dưa thì mình không nói, nhưng mà cái gì nó mở ra là các bạn đừng quên nha, đem đi làm ăn cho hết rồi, hay là bỏ chứ đừng để lưu lâu ăn không tốt. Bánh tét cũng vậy nha. Bánh tét ăn hết bỏ ngăn đá, là xả đá ra mình chiên lên mình ăn. Còn nếu mà để ngăn thường á, nó bị thiêu, nó bị móc đi. Vẫn còn dư âm một chút xíu nào đó của mùa xuân. Món ăn ở quê nhà Tết Nguyên Đán, chúng ta cũng đã nói lời tạm biệt với cái Tết này. Nhưng mà xuân thì vẫn còn cái mùa xuân, vẫn còn cái mùa xuân. Mùa xuân hoa nở thì vẫn còn, cho tới ngày 15 tháng 3 mới chấm dứt mùa xuân. Mùa đông, mình nói mùa đông. 15 tháng 3 thì nó mới vô mùa xuân. Bây giờ thì chưa tới mùa xuân, nó còn đang mùa đông. Bên mình là như vậy đó, bên Việt Nam mình nghĩ cũng vậy thôi. Bên này còn đang rất lạnh. Nhưng mà cái khi mà nó vô 15 tháng 3 thì cái qua vô tới cái mùa xuân thì cái không khí nó dịu lại chút xíu. Bên này thì thường thường khí hậu nóng là tới tháng 7 các bạn, nóng kinh khủng luôn. Các bạn đi làm vui vẻ nha. Chắc trở lại làm việc cũng hơi uể oải, nghỉ lâu quá thì nó vậy. Thôi thì bên Việt Nam thì mình nghĩ là còn tháng 2, hết tháng 2. Nhưng mà ngày 14 tháng 2 thì cũng cái lễ tình nhân. Nó cũng là một cái ngày lễ. Việt Nam mình rộn rã chuẩn bị có những gian hàng bán đồ và lễ tình nhân. Đó cũng là cái dịp các bạn chia sẻ YouTube nhiều hơn. Thôi thì cũng là một cái lễ, nó cũng là một cái lễ lớn dành cho đôi tình nhân, dành cho không phải là cho tình yêu của người yêu đối với người yêu, mà cái làm con đối với cha mẹ. Tình yêu của mình dành cho cha mẹ của mình thì các bạn cũng mua quà biểu tặng cha mẹ, tình yêu dành cho cha mẹ. Giống như là mình cũng chia sẻ, mình không có người yêu thì mình có cha mẹ mình yêu cha mẹ mình, tình thương cha mẹ mình, thì mình cũng tặng một cái gì đó cho cha mẹ mình. Rồi tới tháng 3 là hết lễ các bạn ha. Nhưng mà 30 tháng 4 thì ở Việt Nam nghe nói là các bạn được nghỉ 5 ngày luôn. Kinh khủng ha. Thì các bạn bây giờ cố gắng làm việc đi, trở lại công việc bình thường, làm việc thật là tốt, thật là thuận lợi và hiệu quả. Để chúng ta có những ngày cái thành đạt thì mình có được, thì mình mới hưởng thụ được những ngày nghỉ như vậy thì nó xứng đáng hơn. Thì chúc các bạn sức khỏe dồi dào, đi đến nơi về đến chốn, ăn uống ngon miệng. Mọi người nhớ là uống nước thật là nhiều nha. Đàn ông đàn bà gì cũng vậy, một ngày nếu tối thiểu ít nhất là cũng phải là 1,5 lít hoặc là 1 lít nước tối thiểu. Các bạn phải uống nước nhiều. Uống nước nhiều thì nó mới đẩy những cái chất độc tố trong cơ thể mình ra, nó thoát ra. Người mà ít uống nước thì dễ bị sạn thận lắm đó nha. Ok, thôi mình không nói được nữa. Mình nói nữa thì mai mốt mình giống bác sĩ luôn. Mất công lắm. Chào các bạn nha. Hẹn gặp lại video sau.